nó của anh người Hoa gì đó. Ồ, cái này hư chết bàn của rồi, ta hư ha. bàn rồi, Này bàn này bàn mình mua mà phải không không biết, không biết nè, giá bàn mua nè, chứ không đâu bàn bàn mua, mua. bàn mua không phải. Ừ Ồ. chết rồi anh ơi, Bàn mua không đỡ cái bàn kia là đền tôi luôn á. Ủa bị khớm mộng gì băng hết luôn hả? ủa anh vô coi nè, Dạ. ủa ơi khớm Gì ngã vậy? luôn, ủa ơi thành cục khang nữa rồi Cái gì cục khang? nè. Ủa sao kỳ vậy? Không biết nè. Buổi sáng nhìn thấy nè. Sao mà trái đen hồi luôn hết vậy? Chịu tàn hết luôn, quý vị chị ơi. Ủa sao kỳ tàn? Thôi mấy anh em mình đi ra ngoài đi. Ngoài đây đi. Đi ra ngoài đây đi chứ để đâu nghe Ồ mùi ơi hôi cái chung cây chung đốt. kìa, cái cây coi cái cây kìa, giờ héo queo luôn, muốn trái cái cây luôn Ồ rồi. vậy là Nhưng mà trái hả? Ai đốt cái này Ồ. ta? Ghê quá, ghê quá. Trái cái bàn luôn rồi. Ủa mà ai ai xỏ này ra hả? Không biết. Wow, mấy anh em gì là chưa xỏ đúng Hôm không? qua là Gì về trái là lại không có đi ra gì sao trong đây hết. Vậy là có căn giả là căn trái giả hơi nhiều lắm nha. Trái cái bàn Đây là đèn cây nha. Đèn cây, đèn cây nha. Nhưng mà đèn cây đốt mà sao lại không có Ồ đèn cây ơi. hoa sen Tại tối là hôm này nè. Tối hôm hôm này là Nhi về sau cùng. Ai đốt rồi? Thì Ủa mấy anh em đang quay hết hả? Dạ đây, có chứ. Quay chưa? Phải quay chưa quay nha. Đi. Quay đi chứ chút bây nữa. Rồi. Quay đi chút nữa. Mấy cái này trái gì? Luôn cái chào bông ha. Ủa thì này có gì đâu, mình chia sẻ luôn, có đâu. Thì chị gì cứ là nói đi, có bình gì thường đâu. Hả? Bình thường sao hết. Trái nhựa luôn nha. Trái nhựa này. Ủa trái nhựa luôn. Quan trọng là mấy cái chén rồi cái cây rồi rớt rồi nó chậm chậm. Ủa sao rớt dữ ta? Hai cái trái là trái bình ta chơi chơi. Có cái nón hoài, có cái nón hoài. Có cái nón nữa hả? Cái gì vậy? À cái đồ chùm đầu hả? Gì? Bóc okay. Không hết. Sao tôi dám bóc? Bóc nhẹ hơn á. Thôi bây giờ tạm thời mình kinh cái bàn ra đi. Kinh cái bàn ra. Sao tôi dám bóc đi? Đây đi đi. Kinh bàn này nè để néo qua bên đi. Mà ở đây mà quan trọng ở đây nè, có một điều quan trọng này. Này dính luôn rồi cái sao anh? Cái gan này nó còn cháy nè. Cái này như nào? Nè cái gan trên đây còn đúng rồi mới bị phỏng á. Sao chị? Gan còn cháy mà không không cháy hết, nó cháy sao? Hôm qua thấy chú Tiểu Lai hình như là đã có rồi nha. Ủa mà em thấy là 8 giờ trước luôn mà sao cái gan này giờ còn cháy gì chưa hết vậy á? Mà bây giờ phan từ từ mà mình vẫn còn đỏ nè anh thấy không? Bao nhiêu cái đèn ta? 100 cái. 100 cái này, 100 cái đèn. Nhân 100 ngày 100 cái hả? 100 ngày 101 hả? Mà cái này là cái đèn này á, mình không nghĩ cái đèn này là đốt là cố tình để cho nó cháy hay là nó tự động cháy thì mình không biết tại sao nó cháy đều hết. Đúng không? Ví dụ cái cháy. Cặp thơm mà. Cái cặp thơm mới cho em còn. Gớt luôn. Cháy ừ, vậy là ho là mấy ngày cái chứ sao mà cái điều cái cặp thơm đó là cặp thơm hoa dãn trái cặp hoa dãn xanh nha. Trái thảm rồi. Chứng tỏ là cái này mà hôm qua mà không chờ không mua là bảo đảm là cháy bốc cháy luôn á. Đúng rồi. Bảo đảm luôn hôm qua. Rồi. Tấm thảm này mà hôm qua mà chờ mà không mưa ha là bảo đảm là cháy nhiều khi là còn có quả quạng luôn. Hôm qua thấy chú Tiểu Lai là đã có đèn cày đốt rồi. Nè đúng không? Anh thấy không? Cháy thảm 100 cái đèn cày cháy quá chừng rồi. Rồi không ở cái canh không ở canh là bỏ khí nè, thấy không? Bởi cái gì mà lửa á cũng vậy. Thơm mình làm lắm. Phải phải canh ha. Mình biết được cái độ cháy như thế nào. Thơm ngã luôn nè. Mà cái vấn đề nằm ở đây á là tại sao hai cái thơm nó rất xuống đây. Quan trọng nó là vậy nè. Hả khi nào có con hôn gì vô không ta? Sáng nay là sự việc kỳ lạ, thứ nhất là mình không được vào sớm nè. Cái thứ hai là vô đây là thấy một cái phải nói kinh khủng khiếp luôn. Thơm thì rớt hết hai trái luôn. Thấy hôm dính luôn hả? Thấy hôm dính luôn. Này cho luôn nè. Gì? Thấy hôm dính luôn cái gì ghê vậy? Thật sự nó chảy ra, thấy hôm nó chảy ra. Chảy ra dính vô trong nhựa luôn rồi. Trời ơi, thấy hôm nó chảy nó mềm sập luôn nè. Ghê vậy? Đồ đạp phải chứ thêm bên kia kìa. Nè. Cái hôm này cũng vậy nè. Dính luôn hả? Chảy cái hôm luôn. Mà nè, cái này mập luôn rồi nè. Giả hay là ai? Không biết là của khán giả nào nhưng mà khán giả dạ. Đúng á. Dạ không? Cũng 100 cây đèn cày mà đèn cày nó chát hoang luôn á. Ồ, mà thật sự mà nếu khán giả thật sự hôm qua đây là cái video này thì thật sự mà nói là cúng mà không canh. Cái này có đúng thể rồi. Là camera coi lại được. Ít ra cúng thì phải canh. Phải canh ai mới được. Tôi cúng mà bỏ hí nhưng mà cái thứ nhất là lửa là nó rất là nguy hiểm. Tại vì mình đốt đèn cày mình còn không dám đốt mà nhiều cái này, mà. Cái này á là bằng giấy, ví dụ là đốt này là nó tất nhiên nó phải cháy giấy ở ngoài á. Thì phải không nhờ cho thì phải như nhờ ví dụ phải nói nếu mà ủa đốt ở đây mà không cho canh là mấy anh phải về phải canh nè, giùm tôi. Thấy không? Đó. Nó cháy đen hết, nó cháy nói luôn. Chung là mình tái mình mà, cúng mà bàn phải có trách là nhiệm chút. Bàn này là hơn là bàn của mình mua. Mua đó nghe chứ bàn của
Bến Hoa Viên là một nhiều khi đền đó, đúng không? Này, mình mua này ở trên cái mặt bàn là nó có cái này giờ anh biết sao không? Chắc mua cái bùi nhùi á, trà cũng ra được nhiều ga đó. Không biết cái này cái gì không bạch rồi, có cái gì trong đó không? Đâu là cái này qua như có cô của có gì trong kìa? Có gì trong kìa? Như cái cô trái rồi. Đúng thật đó là cái cây nhang này nè. Chưa cháy hết. Nó chưa cháy hết nha. Đừng nó quăng nữa đi nha. Mà nhang đó không, nhang cũng mà nhang nhang đó sao tới sáng nay nó còn còn mấy ta. Bây giờ chủ yếu giờ mình kinh cái này con bên đi. Cái này xuống ngoài ra ngoài chút nữa mình rửa. Bây giờ kinh ra ngoài bãi cỏ luôn nha. Ra ngoài bãi cỏ đi rồi để đó đi rồi trường. Cái nãy mà hai chồng sao? Em tới trước đây không biết kinh cũng thiết cỡ nào nữa. May là không cho vào. À, tính ra anh Duy Minh mà đi 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 lại đây trước nha, có biến dữ chứ. Chết rồi cả nhà ơi. Phải đâu, do anh chắc là do nhiều khi mình đi sớm nhiều anh bị ship la. Ship la. Mình cũng thông cảm với ảnh là do đúng quy định thôi. Mà không biết là bên bảo vệ biết chưa cái vụ này. Mà cái vô đây là thấy cái cảnh tượng này là không biết đúng kiểu gì mà không chịu căng như thế này. Lỡ có chắc có lẽ là sau hôm nay là chắc là khán giả xin chào bên kia rồi có à. Là nó khô là cháy thảm luôn. Quá trời luôn cả nhà ơi. Thì sự là cháy hết, cháy hoàn. Cháy hết rồi. Cháy đen luôn, cháy luôn cả cái bàn luôn. Trời ơi, cháy đen thành than luôn, cháy mà. Cháy hư cái bàn luôn. Dính luôn hả? Dính luôn hả? Lộn lộn, cái thảm này của cô Loan phải không? Ồ ơi, cháy luôn. Cái này là 28 á. Đạp xuống, đạp xuống. Đạp xuống, đạp xuống. Cô chừng nó bưng nghe, nó bung. Ê, ê, ê. Anh nói mọi chuyện nó bung lên mà. Lầm hai cái chém. Lầm là hai cái gì? Hai trái dứa lên luôn đi. Trời ơi, nó chảy nè, coi nè. Cái cây nó chảy hình thang, nó nấm lớp luôn anh. Cái này hôm qua mà chờ mà không mua ha. Hôm qua nó cháy trên tấm thảm luôn á. Hôm qua là tấm thảm là mưa rồi tàn vậy. Nhớ xung quanh trời mưa là nước không như vậy nè, cho nên là không cháy nè. Hình như anh Ngọc anh đến đây mà. Ủa bữa nay anh không có làm hả? Cái này cũng mừng rồi đó. Em phát hiện nha, cái đèn cày này là mới nè. Muốn gửi lại cái số tiền là do chị Hồng Loan là chỉ nhận tình cảm thôi. Không có nhận tiền. Đó thì ở đây là mình biết thì mình cũng chia sẻ dùm cho mọi người à, thì ở đây là chị Lo không nhận tiền nha. Đúng rồi, không nhận tiền, chỉ nhận tình đó. Cảm thì không rất là tin. Quý cái tình cảm của chị Hồng Loan luôn à, không nhận bất kỳ cái số tiền nào à, trong cái ngày cúng 100 của cậu thì để sao anh biết nè, thông báo từ Facebook của chị Loan nè à. Đó thì cái này là trang chính chủ của chị Hồng Loan nha. Đúng rồi à, thì các cô chú cũng có thể là xem. Hiện tại thì chỉ mới 21 phút mà được đó là 4.400 lượt xem ha. Đúng rồi. Đó là 21 lượt chia sẻ nè, 376 lượt bình luận. Đó thì mong rằng có thể là gửi cái thông tin này đến với tất cả mọi người cũng như là hai bạn mà đã gửi 2 triệu tiền mặt. Đúng rồi. À, cho chị Lo ha, thì chị Hồng Lo cũng không biết gì. Khi mà mở đây thấy 2 triệu chị Hồng Lo muốn gửi lại à, để trả lại ha. Nó là bữa giờ là chị không có muốn nhận bất cứ cái chị Hồng Lo thì nào. Không có muốn nhận cái tiền bạc gì hết. Chị nhận cái tình cảm của đúng quý rồi. Khán giả của fan hâm mộ thôi. Chị nhận tình cảm của khán giả dành cho ba của mình thôi. Chị cũng cảm ơn khán giả đã dành cái tình cảm cho cộng năm quá lớn luôn. Nói nhưng mà chị thì không có nhận tiền bạc nha cả nhà, nên chị đang tìm hai chị gái đó để trả lại cái số tiền là 2 triệu nha cả nhà. Hai buổi chiều thì bộ của cộng năm. Năm giờ dọn từ từ đi, để hơn nữa là qua Duyên không cho mình ở đây nữa đó. Thôi năm đúng 5 giờ đi mình dọn luôn. Mấy giờ rồi? Giờ là 16:55 rồi. Ôi trời. Tại vì mình dọn cũng phải dọn đi nha. Đó thì bây giờ là chuẩn bị là dọn dẹp ha, tại vì hôm nay là cũng chiều rồi.
mọi người giờ cũng đang dọn dẹp rồi đó, nên mình không dọn là chút nữa là khỏi dọn luôn. Đi vào dọn đi anh. Dọn luôn đi rồi mình có cô chú nào về thì mình tiếp ha. Hình của cậu sáng bị ướt rồi nè. Anh lau bằng cậu trước đi, đeo vắng khách kìa. Lau trước đi rồi rồi mình vô đây mình hấp nến, kiểm tra nến. Đây thì mình là Phó Bình Dương xin phép là khép lại video thông báo này ha. Còn bây giờ thì